Hello, welcome back to my channel. Start scale go. Slendrina, the school. Phone này không có gì. Món đồ thứ hai. Rồi và tiếp tục. Thôi là các bạn sẽ sắp hoàn thành cái tựa game này. Ở tựa game này thì các bạn sẽ biết được là con ma trong trường học này là ai. Đó chính là một giáo viên. Một giáo viên đã từng dạy cho con trường này. Và không biết chết vì lý do gì. Thì cô giáo viên này thì cô ta là ma. Và ngôi trường này đã bỏ hoang khá lâu rồi. Khi đủ 8 đầu các bạn sẽ lắp vào đây. Nguồn điện ở trên tầng 3 sẽ mở ra. Thank you.
说给。司令车的汉xuống tiền tiếp 3 chữ túi nữa. Khi đủ 3 túi tiền nữa thì các bạn sẽ đủ hoàn thành được chỉ tiêu của tụi này. Và rồi cuối cùng các bạn sẽ đến căn phòng để thoát khỏi đây. Số ok. Mà đang xuống đây. Nó sẽ đi theo các bạn. Ok, tiếp tục là Granny cho tôi. Okay.
我自己来。Rồi, và mình sẽ quay chiếc giếng này, xem dưới đấy có gì không. Wow, wow, quên rồi, bổ luôn trong quả dưa này. Thank you.
Rồi, tiếp tục tựa game thứ tư. Start game. Ответил. В слышке было замечено проникновение двух сталкеров в зону. Квадрат 254. Отправляйся туда. Проверь основные точки, пока не стемнело. Не забудь доложить результат. Принял. Подожди, да? Заперто. Надо найти другой вход. Thì các bạn cần chiếc chìa khóa. Mình sẽ lên trên này xem. Vậy xem thế nào. Không để đâu. Các bạn sẽ đến những điểm như thế này và tìm kiếm những chiếc chìa khóa để cuối cùng mình sẽ thoát khỏi đây. Một cái map cũng khá là rộng. Đây sẽ có gì không? Một ngôi nhà. Rồi lại quay lại để mở chỗ kia. Oh my gosh. Thì đúng rồi ông ta. Wow.
Soy va vida de mi se sang de drum. Sofia ba. Sir,
Окей, Каран, и чё ты чё? Những bức hình ở đây thì có tất cả là 3 bức hình, thì các bạn mới có 3 mảnh ghép bức hình. Khi các bạn ghép vào thì các bạn mới mở một cánh cửa ra xem ở đây có gì không. Không có gì luôn. Wow. Sau đó thì mình sẽ rút nước ở đây. Lại là có một cái van, thì các bạn sẽ cho nước xuống. Nếu không thì sẽ có một con quái vật thủy quái, nó sẽ ở ngay bên đường bên này. Và các bạn đi vào thì sẽ bị nó cắn ngay. Nhưng mà nước rút rồi thì các bạn sẽ đi vào thoải mái. Ok. Wow, và tao phát hiện ra mình. Và các bạn không có chạy được không? Lên trên đấy luôn. Oh my god. Wow, wow, wow. Mỗi người một nơi. Không chạy được. Yeah. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tình huống thứ 7. Slendrina. Và tình huống này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả 6 món đồ. Mình sẽ tăng tốc độ chuột lên.
phòng này thì lại có hai món đồ luôn. Rồi, và tiếp tục tìm kiếm tiếp có ba món đồ thôi. Oh my gosh, Slendrina, bà ta đã xuất hiện rồi. Khi bà ta xuất hiện là bà ta có thể xuất hiện liên tục. Rồi. Phòng này thì không có gì. Một chiếc tủ rơi giữa đường. Đó thành công. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng. Đó là chậm chạy. Và mình sẽ xem đây có gì không. Một chiếc đèn pin. Một con mèo đen. Ngày thứ ba. Cô bé này thì đang bị làm sao đây? Phải cứu
cứu cô ta dậy. Oh my gosh. Đi theo xem là cái gì. Hello, Sarah. My name is X. My name is... It's time for a choice. Wow. Hello, Sarah. I left you a surprise. Look in the trunk of your car. See you soon. See you soon. I wish let's. Như thế và các bạn sẽ làm tiếp theo trong nhiệm vụ của tựa game này. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.